Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay thì vai trò của đội ngũ công nhân hết sức quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của địa phương. Với các đơn vị, doanh nghiệp, đội ngũ, nhân viên chức, người lao động tỉnh Lâm Đồng đã ngày càng phát huy được vai trò tiên phong của mình và có những đóng góp rất lớn trong sự phát triển của địa phương. Chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về hoạt động của Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng trong việc chăm lo cho người lao động qua phóng sự sau. Chính thức được cổ phần hóa vào năm 2000, Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng đóng chân trên địa bàn huyện Đức Trọng, hiện có 150 công nhân lao động. Với ngành nghề yêu cầu kỹ thuật cao, trong những năm qua, doanh nghiệp đã chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giúp cho đội ngũ công nhân nắm bắt cũng như tiếp cận được với công nghệ, thiết bị hiện đại. Với phương châm, người lao động là vốn quý nhất của xã hội, Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng tiếp tục chú trọng đến việc chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho công nhân lao động nơi đây. Với 4 khu làm việc chuyên biệt từ sơ chế sản phẩm nông sản đến đóng gói thành phẩm, người lao động đều được công ty trang bị vật dụng bảo hộ lao động một cách đầy đủ. Tôi làm đây cũng được 7 năm rồi, nhưng tôi là nói chung là tôi là một người cán bộ nữ thì luôn quan tâm đến công nhân, sức khỏe công nhân đi làm việc như thế nào, quan tâm đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của họ, và cũng có sự quan tâm là ví dụ như là công nhân mà họ nghỉ đột xuất 2-3 ngày thì mình cũng phải tìm hiểu ra họ vì lý do gì họ nghỉ. Cũng có một số trường hợp là bị ốm đau ở nhà thì tôi cũng có, cái đó là nhà máy cũng có một cái chế độ là xin tiền tiền thương và đi thăm. Cũng có trường hợp là một số công nhân là do hoàn cảnh gia đình cho nên phải về nhà, thì tôi cũng có động viên là cố gắng là sắp xếp công việc ở nhà và họ cũng quay lại họ làm, một số công nhân cũng làm như vậy. Không chỉ thế, người lao động còn được quan tâm chăm sóc chế độ dinh dưỡng hàng ngày bằng việc hỗ trợ bữa ăn trưa tại phòng ăn và chỗ ở miễn phí tại khu tập thể. Những lúc ốm đau, người lao động được công đoàn bộ phận quan tâm chia sẻ, động viên thăm hỏi ân cần. Chính từ sự chăm lo chu đáo như vậy đã giúp công nhân gắn bó làm việc lâu dài tại công ty và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tôi làm ở đây cũng được 10 năm rồi. Thì đối với công ty thì cũng chăm sóc cho chị em công nhân tôi. Cho nên là về công việc và mức sống ăn uống, cho nên là tôi cũng muốn gắn bó ở đây với công ty. Chế độ bảo hiểm thì mỗi khi chúng tôi đau yếu thì chúng tôi đi lên bệnh viện thì bảo hiểm cũng thanh toán trả tôi đầy đủ. Để phát huy tốt vai trò đội ngũ công nhân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh chủ trương khuyến khích, hỗ trợ phát triển, tạo sự yên tâm cho công nhân phát huy năng lực của mình trong suốt quá trình làm việc, thì trong những năm qua, Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng còn quan tâm đến các chế độ chính sách, bảo hiểm y tế, tăng thu nhập hàng năm bằng việc khuyến khích nâng cao chất lượng tay nghề. Ngoài ra, công đoàn cơ sở còn tham mưu với lãnh đạo công ty chú trọng đến việc xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện việc làm cho lao động ở địa phương. Chúng tôi như vậy là cùng với ban giám đốc công ty chuyên là chăm lo về cái đời sống, không những là về vật chất, về tinh thần cho anh em người lao động. Quan tâm của người lao động đó là một cái việc làm ổn định, thu nhập ổn định, đó là cái quý nhất của người lao động. Để xây dựng cái mối quan lao động hài hòa và ổn định thì như vậy là doanh nghiệp cũng là rất quan tâm và là rất ủng hộ các đoàn thể chính trị hoạt động để là thúc đẩy cái sự phát triển của doanh nghiệp, làm sao mà để là nhằm là giảm cái giá thành sản phẩm để là có cái sức cạnh tranh trên trường quốc tế và là tiêu thụ trong nước. Như vậy có thể khẳng định rằng cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà, đội ngũ công nhân người lao động ở Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng đã đóng góp không nhỏ trong sự phát triển đi lên của ngành nông sản tỉnh Lâm Đồng ngày một phát triển. Sản phẩm chất lượng đến tận tay các công ty nước ngoài, từ đó nhiều hợp đồng đem lại và giải quyết công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương.